Ủa. Ủa. 8% đó chỉ là con số 1. Được thì content á. Một bước lên mây. $7 là kiểu mình chỉ lỗ một nửa thôi, làm nhẹ 5 hồi mấy anh em ơi. Ôi. $110 là mình lời chưa? Lời đúng không? Lời ngon. Ôi. Qua. Ủa, lỗ chứ. 5 hồi này luôn. 5 hồi nha. 5 hồi luôn. Căng hết đấy. Ê, dấu hiệu ra thấy già đầu tiên thấy hơi dấu hiệu à. À, cái gì dàn dàn nó cứ quay nãy giờ trúng rồi. Ôi. Ui. Như. Ui trời. Ui. Ôi. Ui. Ủa. Ui. Ui. Sao qua con dao vậy? Làm tí. Chúng ta làm tí thử dao nha. Cùng lắm là chúng ta mất $50 thôi nha. Nào nhưng mà lạc quan chúng ta phải lụm $300 lấy lại những gì đã mất. Xin nhẹ con dao. Xin nhẹ con dao. Ui brand water good night. Ui. Nè biết đâu cái này nó sẽ khác biệt. Biết đâu một hôm nó sẽ khác biệt. Làm được. Màu vàng. Qua. Ô. Ui. Ui. Nó khác biệt thật sự các anh em à. Về một mình với boss. Ai. Ôi. Ôi. Sao cái này chế độ tận cùng mà quan trọng là. Quan trọng là nhân phẩm. Quan trọng hòm là nhân phẩm à. Ui một hòm một luôn. Một hòm một đúng không. Ok. Vậy đi cho nó nhanh. John Cena. Sao. Trời ơi. Ôi ôi. Thằng này nó hack rồi. Vậy mày, có boss nào xịn hơn thôi. Anh em mình hốt rồi, anh em mình hốt rồi, chị đôi nha bạn ơi. Đấy, lụm xinh nhẹ. Xinh nhẹ. Tin tưởng góc này á, tôi vẫn đặt niềm tin góc này. Let's go. Vãi chày. Nhung à, đúng vậy, anh chê em nhung à. Đây nhìn anh nha, làm một lần nha. Lâm ơi, Lâm ơi. Lâm ơi, Lâm ơi. Cái này mình phải 50% á. Mình kiếm cái skin giá 1130. Mình bỏ vô trái phải gì không quan trọng bấm luôn. Là cái đống này đúng không? Là cái gì đúng không? Đúng rồi, okay. Kiếm 1130. 1137 nè. Được, 97 đây. Luôn, được. Được, 1130 bấm luôn, bấm luôn. Ây da, nhà đầu tư. Sự quyết định của nhà đầu tư. Tự quyết định của nhà đầu tư. Ô oh, sao không? Tôi nói sao không? Ô oh. Tôi nói gì không? Vậy. Tôi đã nói đấy. Gì? Tôi nói gì ông? 1130. Nhà đầu tư có thể nói 1130 này là con số gì không? Tôi nhìn giờ tôi bấm quẻ. À, nhà đầu tư có khác, nhà đầu tư có khác. Bây giờ kiếm cho tôi 282. 282. Đúng vậy. Khi nhà đầu tư đấy có con luôn. Găng, con găng, con găng, con găng, 282 luôn. Ok nha. Hồi nãy giờ nó phải rồi, nó vẫn là phải, nó vẫn là phải. Đúng rồi, bấm đi. Ba lần phải rồi. Không nói nhiều đúng không? Lời mà. Ok. Nói nhiều cái. Ơ. Trời ơi. Ui. Quá dễ ốc ơi. Ngon. À, đúng là nhà đầu tư của tôi. Nhà đầu tư của tôi cái đó các bạn à. Bên phải à. Ok. Đúng rồi. Nói hợp lý nhưng mà quyết định là vẫn là mình đúng không? Đúng rồi. Ôi. Chạy rồi. Nhanh rồi. Ây da. Ây da. Ây da. Bài đó dự đoán đúng rồi. Nhả. Phải tiếp.
Phải tiếp. Liệu nhà đầu tư Khánh có làm nên một ít năm một lần nữa hay không đây? Ôi. 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 Một chút xíu nữa thôi các bạn. Một xíu nữa thôi. Ôi da. Dạ dạ, đi xa quá. Nhanh thế. Dạ dạ, dừng nha. Ui. Nó vẫn phải đó. Nó đã hai lần bên phải rồi. Một cái trên, một cái dưới. Trái, em đứng cục trái, trái là trái. Trái. Dụ cái này em cục kêu trái là kêu em cục đồ này lại thôi. Qua đấm. Rồi, 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 em cục đâu, em cục đâu. Em cục đâu. Không sao, nay chúng ta hề vốn dao. Thôi bạn ơi. Ở cái răng tay này căng đó nha. Giờ đây có phải là một phép màu nữa không? Không bạn ơi. Nó quá sức tôi bạn ơi. Không, nãy để đi lên đây, lên đây, lên đây. Giờ nó phải qua đây nữa. 8% nó chỉ là con số 1. Được thì content á. Một bước lên mây. Một thật à. Ôi. What? 11.000 đô. Amazing. Tên luôn. Hay là giờ exchange ra xong mình đi làm vài cái hòm 77 nha. Ok. Ôi, hợp lý. Mình lời rồi, đang lời. Tại sao mình không bắt đầu? Lần đầu tiên trải nghiệm hòm 77 các bạn ạ. À. Trời ơi. Ôi. Lúc hồi mày là đi cái 77 với 4 bóp. Ui. Đúp lơ. Ôi. Úi lời. What? Lấy lại được một hôm. 287. Từ từ nhé, coi đủ nhé, từ từ nhé. Đủ. 3. Càng đấy. Ui. Được rồi. Ở à đâu? Mình chế độ tấn công nào. Không quan tâm. Không quan tâm với cái ba lô. Ừ. Quan tâm ba lô lỡ mình win sao? Đúng vậy. Má thằng kia nó căng quá. Tôi tới đây rồi. On in. Bỏ dao ngàn vô chơi anh dùng nào lại sao ngon lắm hay luôn. Phải là cúc rồi đấy, mình đúp từ từ đúng không? Từ từ thôi à, gỡ lại cái ngủ luôn nè không đây nè. Optim. Ê, nghỉ các bạn ơi. Nãy giờ khó ngủ anh em à. Tôi hơi đắn đo. Tôi vừa lập một cây Dragon Law 11.000 đô. Nhưng mà rồi nói chung chi ra một ít thì còn lại 6.000. Thì nó còn một cây Dragon Law 15.000 đô nữa. Thì tôi nãy giờ nằm chật vật hoài mà không biết phải làm gì hết. Bây giờ là tôi đang tính chơi một pha X2. Và tôi bây giờ nãy giờ ngồi suy nghĩ cũng khoảng là khá là lâu rồi. Bây giờ tôi quyết định là tôi sẽ bật dậy. Và tôi kêu thằng Cúc cũng như một nhà đầu tư Khánh quyết định thêm một X2 lần nữa. Đây sẽ là một cái sột mà tôi sẽ không livestream. Hiện tại thì anh em, những anh em nào xem clip đến cuối clip thì anh em sẽ thấy được cái kết quả X2 của cây Dragon Law 8.000 đô của tôi. Liệu có X2 được lên 16.000 đô hay không nha anh em. Ok, vô nha. Em Rim và em Khánh bấp bẩn xíu đi.
đang liêm diêm ngủ rồi đó, đang liêm diêm ngủ rồi đó. Đeo dần đi thì đeo dần báo anh em nữa. Thôi nói chung là thấy cấn cấn quá, em rim nãy hồi thuốc quá, em thuốc thuốc tới thuốc lui chứ. Kêu ít 2 60 mấy 70% thôi. Em nghĩ sao 8.000 đô còn ít 2 nó điên nữa. Mất hết thì đừng nói tại sao. Nói chung nó là sai trái đó. Nó phần thưởng cao nhất luôn rồi đó. Nói chung nó là sai trái á. Sai trái nãy nó. Chơi sai trái, này là sai trái. Sai trái lắm anh ơi, sai trái lắm. Nhà lâu xe hơi. Có vợ đẹp rồi, chỉ cần con ngoan thôi. Em Khánh. Trái vậy thì giờ đã lỡ thì trái thôi, anh em tụi tôi phải đồng lòng thì nó mới ít hai. Tôi sẽ đồng lòng, 10 đứa tôi sẽ đồng lòng cùng hai bạn á. Gần đấy, về đi, ra đây chơi. Ui. Đúng vậy, đi ngủ. Đi ngủ ngon rồi. What? Oh my god. Cảm ơn em đã theo dõi hết video. Và nếu anh em nào muốn chơi, hãy truy cập vào phần link phía dưới phần mô tả của mình đang để phía dưới á, thì anh em sẽ được 10% bonus. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.